Chiều 30 tháng 5 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì bế mạc tập huấn công tác tham mưu tác chiến toàn quân năm 2024. Cùng dự có các đồng chí Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong 4 ngày từ 27 tháng 5 đến 30 tháng 5, cán bộ chủ chốt thuộc các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã được các giảng viên thông tin nhiều nội dung mới về tình hình quốc phòng an ninh thế giới, khu vực có liên quan tác động đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng Việt Nam. Lớp tập huấn cũng hệ thống lại những vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, phương pháp tổ chức điều hành, diễn tập cấp sư đoàn, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, tìm hiểu một số loại hình trang bị công nghệ cao. Đây là những nội dung quan trọng và rất cần thiết để lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp thu, nghiên cứu và vận dụng trong tổ chức huấn luyện, diễn tập năm 2024 và những năm tiếp theo. Đánh giá cao kết quả của lớp tập huấn đã đạt được, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn thông qua tập huấn sẽ tạo chuyển biến trong nhận thức về công tác tham mưu tác chiến, trong nghiên cứu, nhận định, đánh giá tình hình, trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của các cơ quan đơn vị. Có một thời gian nghỉ đệm thì các đồng chí sẽ làm tốt công tác chuẩn bị, xem là trong cái vừa rồi thì còn yếu cán bộ ta yếu cái gì, huấn luyện thì còn thiếu cái gì, thì tiếp tục làm công tác chuẩn bị. Trong đó có kể cả tập huấn bồi dưỡng cán bộ để bổ sung những nội dung để phục vụ cho cái nâng cao được cái chất lượng huấn luyện cho đơn vị mình. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu đối với các cơ quan đơn vị trong toàn quân phải thường xuyên duy trì nghiêm các nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế diễn ra tại Việt Nam, các ngày lễ Tết. Sau tập huấn toàn quân, các cơ quan đơn vị nhanh chóng tổ chức tập huấn ở cấp mình, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, làm cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của các ban bộ ngành liên quan trên từng địa bàn, tập trung nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, phát hiện sớm và nhận biết rõ mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, để kịp thời tham mưu đề xuất, xử trí hiệu quả trong mọi tình huống.